Mình xin chào cô chú anh chị và các bạn sinh viên nha Thì chào mừng tất cả cô chú anh chị và các bạn sinh viên đã dành thời gian để đến với kênh Điện tử Điện Kinh Nam Châu nha Được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn sinh viên mình cảm thấy rất là vui trong lòng nha Năm mới mình xin kính chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn sinh viên có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống nha Đồng thời mình cũng xin kính chúc cho tất cả những ai đang xem video này Năm mới vạn sự như ý, thịnh vượng, sung túc, hạnh phúc, an khang nha Hôm nay trong video này mình xin được phép trả lòng cũng như giới thiệu với các bạn sinh viên phần mềm tra các thông số trạng thái của không khí ẩm nha. Phần mềm này có tên là dùng để tra các thông số của không khí ẩm rất nhanh và độ chính xác rất là cao nha. Phần mềm này khi tải về máy rất nhẹ và cách tải thì rất đơn giản nha. Và lên video hướng dẫn tải phần mềm này về máy tính thì mình để lên video ngay bên dưới phần mô tả nếu các bạn có thời gian thì có thể tham khảo nha phần mềm này đã có phiên bản dành cho Android, các bạn có thể tìm và cài đặt vào điện thoại nha. Và lên video hướng dẫn tải phần mềm này về điện thoại, mình để lên video ngay bên dưới phần mô tả, nếu các bạn cần thì có thể tham khảo nha. Và nếu các bạn sinh viên cần mình hỗ trợ thêm phần mềm nào nữa trong môn kỹ thuật nhiệt, thì đừng ngần ngại mà hãy bình luận bên dưới video này nhé. khi bấm vào phần mềm này thì sẽ đưa các bạn sinh viên ra một giao diện như thế này nha đầu tiên thì mình xin được phép giải thích từng thông số trạng thái trong phần mềm này nha dòng thông số đầu tiên có tên tiếng anh là dry bulb temperature đây là thông số trạng thái của nhiệt độ không khí bên ngoài môi trường nha hay còn được gọi là nhiệt độ khô đó có đơn vị là độ c nha dòng thông số thứ hai có tên tiếng anh là relative humidity đây là thông số của độ ẩm tương đối nha có đơn vị là phần trăm nha Dòng thông số thứ ba có tên tiếng Anh là Absolute Humidity. Đây là độ ẩm tuyệt đối, có đơn vị là gam trên mét khối nha. Dòng thông số thứ tư có tên tiếng Anh là Specific Humidity. Đây là độ ẩm cụ thể, hay còn được gọi với một cái tên quen thuộc, đó là độ chứa hơi nha. Có đơn vị là kg hơi nước trên kg không khí khô nha. Dòng thông số thứ năm có tên tiếng Anh là Dew Point Temperature. Đây là nhiệt độ động xương hay còn được gọi là nhiệt độ điểm xương nha. Nhiệt độ động xương có đơn vị là độ C nha. Nhiệt độ động xương là nhiệt độ tại đó không khí chưa bảo hòa trở thành không khí ẩm bảo hòa trong điều kiện phân áp sức của hơi nước không đổi nha. Muốn xác định nhanh được nhiệt độ động xương và nhiệt độ bão ước trên đồ thị ID và đồ thị TD thì các bạn nên xem qua hai video này nhé. Và link video mình để ngay bên dưới phần mô tả. Khi nào các bạn cần thì có thể bấm vào đó tham khảo nha dòng thông số thứ sáu có tên tiếng Anh là specific Enthalpy. Đây là thông số của Enthalpy nha các bạn sinh viên. Có đơn vị là kJ trên kg nha. Dòng thông số thứ bảy có tên tiếng Anh là Wet Bulb Temperature. Đây là nhiệt độ bầu ước hay còn được gọi là nhiệt độ nhiệt kế ước nha và có đơn vị là độ C nha. Dòng thông số thứ 8 có tên tiếng Anh là Specific Volume. Đây là thể tích riêng nha, có đơn vị là mét khói trên kg nha. Mình sẽ chia sẻ một cái mẹo nho nhỏ để giúp cho các bạn sinh viên dễ nhớ các thông số trên phần mềm này nha. Bằng cách các bạn sinh viên hãy nhìn vào đơn vị của từng thông số này sẽ giúp cho các bạn dễ nhớ tên từng thông số trên phần mềm này nha. Khi các bạn đã biết được hai thông số đề bài cho, sau đó các bạn chỉ cần nhập hai thông số đó vào phần mềm này thì phần mềm này sẽ tự tính ra giá trị của sáu thông số còn lại nha. Mình sẽ cho một ví dụ cụ thể để giúp cho các bạn sinh viên dễ hiểu hơn nha Đề bài cho nhiệt độ bằng 30 độ C Tức là cho nhiệt độ không khí bên ngoài môi trường nha Đề bài cho độ ẩm tương đối bằng 40% thì mình sẽ nhập vô 40 nha Sau đó các bạn sinh viên chỉ cần bấm Enter là sẽ ra kết quả nha Như vậy phần mềm đã ra đáp án Nhiệt độ động xương bằng 14,94 độ C Nhiệt độ bầu ước bằng 20,6 độ C nha Giá trị enthalpy bằng 57,26 kJ trên kg nha còn giá trị của độ chứa hơi D bằng 0,01061 kg hơi trên kg không khí khô nha. Và bây giờ mình sẽ cho thêm một ví dụ nữa để giúp cho các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về phần mềm này nữa nha. Trên đồ thị ID và TD cho điểm C có các thông số trạng thái T bằng 60 độ C, D bằng 20 g trên kg không khí khô. Hãy xác định chỉ số của các thông số, nhiệt độ điểm xương, nhiệt độ nhiệt ký ước, enthalpy và độ chứa hơi D nha. Khi sử dụng phần mềm này, các bạn sẽ gặp phải trường hợp nhập giá trị vào, sau đó nhấn Enter mà không ra kết quả nha. Do là các bạn sinh viên chưa đổi đơn vị của độ chứa hơi đê nha. Đề bài cho độ chứa hơi đê bằng 20g trên kg không khí khô, mà hiện tại trong phần mềm này đơn vị của độ chứa hơi đê là kg hơi trên kg không khí khô nha, nên các bạn sinh viên lưu ý. Một điều lưu ý rất là quan trọng là trong phần mềm này không sử dụng dấu phẩy mà chỉ có sử dụng dấu chấm thôi nha. Nếu các bạn lỡ bấm dấu phẩy giống như mình thì phần mềm sẽ không cho ra kết quả đâu nha. Như vậy, nhiệt độ động xương bằng 24,93 độ C, còn nhiệt độ bầu ước bằng 32,6 độ C nha. Nếu các bạn sinh viên gặp phải khó khăn khi tự tính nhẩm đổi đơn vị thì mình đã có cách giúp các bạn không cần phải suy nghĩ nhiều mà kết quả vẫn đúng nha. Các bạn hãy làm theo mình như sau. Đầu tiên thì các bạn hãy bấm vào biểu tượng cài đặt nhé. Thì sẽ đưa các bạn sinh viên ra một giao diện như thế này nha. Tại đây các bạn hãy bấm vào đỏ đơn vị của độ chứa hơi D từ kg hơi trên kg không khí khô sang gam hơi trên kg không khí khô nha. Cuối cùng các bạn bấm vào lưu thì sẽ đưa các bạn sinh viên trở về giao diện ban đầu của phần mềm nha. Sau này các bạn cứ thoải mái mà tính toán nha. Từ nay các bạn đã đỡ phải tự đổi đơn vị cho thông số độ chứa hơi rồi đó nha. Và nếu các bạn sinh viên muốn chỉnh sửa gì thêm để thuận tiện cho việc học của các bạn, thì các bạn hãy bấm vào phần cài đặt của phần mềm này nha. Nếu các bạn sinh viên cần mình hỗ trợ thêm học phần nào nữa trong môn kỹ thuật nhiệt, thì đừng ngần ngại mà hãy bình luận bên dưới video này nhé. Nếu mình đã biết và hiểu rõ về kiến thức đó, thì mình sẽ sẵn sàng làm video hỗ trợ các bạn sinh viên nha, nên các bạn sinh viên yên tâm nha. Mình hy vọng với phần mềm ra các thông số trạng thái của không khí ẩm này sẽ giải quyết được những khó khăn mà các bạn sinh viên đang gặp phải nha và giúp cho các bạn sinh viên có hướng đi đúng trên con đường học tập nha. Nãy giờ thì mình đã mang những kiến thức mà mình biết được trong quá trình học tập để mình chia sẻ, mình trải lòng cho các bạn sinh viên cùng biết qua chủ đề phần mềm tra nhanh các thông số trạng thái của không khí ẩm nha. Hy vọng với kiến thức nhỏ này sẽ giúp cho các bạn sinh viên có thêm được kiến thức mới để bước đi dễ dàng hơn trên con đường học tập nha. Và bây giờ mình xin phép dừng video tại đây và mình xin kính chúc cho tất cả các bạn sinh viên luôn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn sinh viên trong những video lần sau nha. Nhớ like subscribe để ủng hộ cho mình nha các bạn sinh viên thân mến.